À, hôm nay mặc áo Việt Nam nào chủ đề một là đại cương các bạn ạ đại cương dao động điều hòa cái đại cương này ấy, thì thầy đã dạy cái lộ trình này ta đã đi được một lượt rồi đã đi được một lượt rồi gồm có này phương trình x phương trình lý độ x thầy nói qua để các bạn hiểu đã rồi xin chào ngọc tương vi phương trình lý độ x này phương trình vận tốc v này phương trình gia tốc a này lực kéo về này, đấy, thời gian này, quãng đường này, à, vận tốc, à, tốc độ trung bình, đấy, nó gồm có các phần như này, đại cương gồm này, phương trình lý độ x này, vận tốc v này, gia tốc a này, lực kéo về này, thời gian này, quãng đường và vận tốc, à, tốc độ trung bình. Tuy nhiên đấy là thầy sẽ quét lại một lượt nữa để các bạn có thể nắm được các kiến thức ở phần này một cách dễ nhất, một cách dễ nhất thì buổi này thầy sẽ ôn lại từ đầu. Những bạn nào hôm nay buổi đầu tiên xem thì các bạn cứ yên tâm nhé, các bạn sẽ học được thôi, không có gì cả. Được chưa? Còn những bạn học rồi thì các bạn sẽ có thời gian để các bạn ôn lại Xem lại những cái bài tập mà mức độ ở trong đề thi đại học nó khoảng tầm 7 điểm 7 điểm thì thầy sẽ ôn lại cho các bạn phần này đã Được chưa? Khi mà các bạn có một cái kiến thức vững thì thầy sẽ nâng cao cho các bạn Nhưng mà bình tĩnh đã Được chưa các bạn? Rồi chủ đề thứ hai này Giới thiệu đã Chủ đề thứ hai Ở trong sách giáo khoa của các bạn thì gồm có 5 bài Thầy, thầy chia là 5 chủ đề nhé Bài đầu tiên là đại cương này Chủ đề 2 là con lắc lò xo này Đấy, chủ đề 2 con lắc lò xo. Thì sau khi ôn tập lại thì thầy sẽ dạy về con lắc lò xo nhá. Được chưa các bạn? Chủ đề thứ ba cũng là bài thứ ba của bạn, đó là con lắc đơn. Chủ đề 4 đó là các loại, các bạn sẽ học các loại dao động, các loại dao động nhá. Đấy, chủ đề 4 là các loại dao động. Và chủ đề cuối cùng là chủ đề 5 là tổng hợp dao động. Đây là hết chương 1. Tuy nhiên thế này này, hiện tại thầy đang dạy đến đâu? Hiện tại thầy mới dạy hết chủ đề 1. Mới hết chủ đề 1 cũng là thầy hết bài đầu tiên của sách giáo khoa của bạn. Mới hết bài đầu tiên của sách giáo khoa. Thì hôm nay thầy đang ôn tập lại cái phần này cho các bạn. Đấy, mới hết bài đầu tiên. Bài thứ hai của sách giáo khoa ấy, là bài này. Bài thứ ba là bài này, bài thứ tư là bài này và bài thứ năm là bài này. Như vậy cả chương 1 của các bạn có 5 bài, 5 bài trong sách giáo khoa. Các bạn ạ, à? 5 bài thôi. Đấy, 5 bài rất khá là ngắn thôi. Không gì đặc biệt cả. Đấy Thì năm bài ở phần này ấy, Thì các bạn học kiểu gì nó cũng xong được thôi Nếu mà học Nếu mà các bạn tự đọc ấy, thì đã xong được phần đỏ đỏ này rồi Nếu mà tự đọc thì cũng xong được phần đỏ đỏ Chả cần thầy, thầy phải hướng dẫn gì cũng đã xong được phần đỏ đỏ này Tuy nhiên đấy Bài tập nó khá là dài em ạ Đây để cho các bạn xem Cái chương 1 này Trong đề thi đại học của các bạn có 6 câu nhá, em nhá 5 đến 6 câu 5 đến 6 câu trên tổng số 40 câu. Như vậy đâu đó khoảng tầm 1,5 điểm. Nhưng mà nó thế này em này, nó là cái kiến thức rất là nền tảng ấy, nền nền móng. Để em học tốt được lý uh, Lý 12. Đấy là chương này. Nó cũng là cái nó cũng là cái rào cản để em có thể học tốt Lý 12. Nó vừa là tiền đề nền móng lại vừa là rào cản. Tại sao lại như vậy? Bởi vì em có thể bước em bước qua xác của chương 1 này em có thể đi mới đi được chương khác. Chương 2, chương 3, chương 4 thì đều liên quan đến chương 1. Có mỗi chương 5, chương 6, chương 7 thì không liên quan thôi. Đấy các bạn hiểu như vậy. Nhá. Thế thì các bạn nắm vững được cái phần này. Xin chào Sơn Nguyễn nhá Các bạn mà nắm vững được phần này ấy, thì các bạn học sẽ rất là tốt. Hôm nay ta sẽ đi luôn vào phần đầu tiên nhá. Thế sẽ không dạy lý thuyết nữa mà thầy sẽ dạy dạng bài tập cho các bạn. Nào, trước hết ở chương ở phần đầu tiên này các bạn này. Đây là đại cương dao động điều hòa, tên của nó là đại cương dao động điều hòa. Thì các bạn cần nhớ được cái đầu tiên cho ta, cho thầy như sau. Nào, đầu tiên nào. Nhớ này một nhớ được rồi xin chào nguyễn tuấn nhé đó là phương trình dao động điều hòa phương trình dao động điều hòa nhớ luôn cái này rồi đã trong đề thi đại học luôn nó có một câu nào phương trình dao động điều hòa của các bạn ấy luôn nó có một câu đó là phương trình dao động điều hòa người ta ghi là tồn tại dạng x bằng a cos omega t cộng phi này Để gọi là phương trình dao động điều hòa x bằng a cos omega t cộng phi đề thi đại học năm nào cũng có một hỏi một câu thế này chả thoát được bao giờ x bằng a cos omega t cộng phi đấy thế thì cái này người ta hiệu là gì nào x đây x là gì tính từ vị trí cân bằng ô nào đấy vị trí đây là bên âm a vị trí này là bên dương a nhá đấy thế thì x là những cái vị trí của vật so với vị trí cân bằng giả sử chọn mốc đây này người ta luôn luôn chọn mốc là tại ô này chọn mốc là tại ô này hiểu chưa giả sử ban đầu khi vật tại đây nào các bạn giả sử ban đầu khi vật tại đây thì có phải là x bằng 0 không không X là li độ của vật. X này nhá, là li độ. Tên của nó là li độ. Đây, li độ đây này. X được gọi là li độ. Li độ. Hay còn gọi là tọa độ của vật. Đơn vị là mét, milimét, centimet hoặc là mét. Đấy. Là x là li độ thì đơn vị là cm Đa số sẽ lấy là đơn vị cm Là li là li rời độ là độ dài ấy. so với cái vị trên bảng này. Độ rời so với vị trên bảng được gọi là li độ. Thế thì khi mà vật giả sử vật ở vị trí này đây thì thầy gọi là x một đi. Khi vật ở vị trí bên này thì gọi là trừ x1 Bởi vì nó qua ô này Đấy như vậy là Khi Khi vật sang bên này Thì là bên này là trừ x1 Bên này sẽ là dương Bởi vì các bạn học trục tọa độ Các bạn sẽ biết là Bên phải của ô ấy, Bên phải của qua vị trí không ấy, Sẽ là dương Bên trái sẽ là âm Đấy đây là ly độ là Những cái vị trí của vật Tiếp Cái đại lượng này được gọi là biên độ A này Là biên độ nhá Đấy chưa A là biên độ Thầy nhắc qua một chút đã Biên độ là cái gì? Biên độ là độ lệch lớn nhất so với vị trí cân bằng. Nào, biên độ là độ lệch lớn nhất của vật so với vị trí cân bằng. Là cái gì nào? Đây. Vị trí xa nhất của biên độ là ở đây, vị trí này gọi là bên dương, vị trí xa nhất ở bên này là bên âm. Hai vị trí này được gọi là biên độ, được chưa các bạn? Và biên độ đơn vị là cm. Đấy, còn học kỹ hơn thì các bạn xem lại livestream buổi đầu tiên nhé Thầy nói qua về các loại dao động rồi các thứ ấy. Hôm nay thầy nhắc qua để các bạn có thể vừa mất gốc vừa có thể học được. Omega t cộng phi nào? A để gọi là biên độ nhá, đơn vị của biên độ là cm. Nào, omega t cộng phi là cái cụm đóng ngoặc mở ngoặc này này. Cái này này. Được gọi là pha dao động nhá, pha dao động này. Pha dao động nhá. Pha dao động đơn vị là radian, nó là góc quét ấy, góc quét đấy. Ví dụ cả cái cụm này bằng 60 độ chẳng hạn thì nó là gọi là pha dao động. Được chưa? Pha dao động cho biết trạng thái của vật ở thời điểm t nào đó. Tiếp. Tiếp nào. À, omega nhưng mông em bé thế này omega cái này được omega đọc tên của nó là omega lớp 10 ấy, tên của nó là tần ở tốc độ góc nhưng mà lớp 12 ấy, người ta gọi là tần số góc đơn vị của nó là radian trên dây đấy trong máy tính của bạn là radian nó là cái này 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 đấy, nó hiện lên chữ r ở đây này Shift một hai hai đây này nó là radian này được chưa thì omega được gọi là tần số góc nhá tiếp T thời gian cả chương 1, chương 2, chương 3 và chương 4 thì thời gian ở đây đo bằng đơn vị giây. Được chưa các bạn? Cuối cùng nào? Phi là phi cái này đọc là phi này em này. Phi nhá. Phi là pha ban đầu. Pha ban đầu, được chưa? Pha ban đầu. Pha ban đầu đơn vị là radian. Đấy. Pha ban đầu cho biết cái gì? Cho biết trạng thái xin chào chính nhá. Pha ban đầu cho biết trạng thái ban đầu của vật. Đấy, đấy là đại lượng về phương trình dao động điều hòa. Được chưa? Có nắm được không ạ? Nắm được không các em? Tiếp nào, ở phần này các bạn chú ý cho thầy này, một số cái công thức cần tính như sau. Nào, một số cái công thức cần tính như sau, nào chu kỳ. Nào, bây giờ đề cho phương trình như này, thầy lấy ví dụ nhá. Ví dụ x bằng 5 cốt Xin chào Lan Oanh. 2 pt trừ pi trên 6. Nhìn kỹ vào đây. Ví dụ đề cho một cái phương trình dao động điều hòa như thế này. Nào, đây là dạy cho mất gốc đấy nhá. Bạn nào mà cảm thấy phần này dễ quá thì các bạn tải file và các bạn làm nhá. Nào, x bằng 5 cốt 2 pt t trừ pi trên 6 thế này. Thì các bạn cùng nhìn đây. Nào, thì a được gọi là biên độ a bằng 5 cm. Đúng không? A bằng 5 cm. Và cái gì ạ? Cái gì ạ? Cả cùng omega t cộng phi bằng gì ạ? Pha của dao động ấy, omega t cộng phi ấy là pha dao động ấy bằng 2 pt trừ pi trên 6. Đúng không? Omega là tần số góc, omega là hàng số trước t này được gọi là bằng 2 pi. Đúng không các em? Cuối cùng nào? Pha ban đầu phi là trừ pi trên 6. Đúng không nhỉ? Đấy, đấy là pha ban đầu trừ pi trên 6. Hiểu không ạ? Đấy, đây là phi. Đơn vị radian. Nhá. Thằng này radian trên dây. Đấy, lên một, một cái phương trình như vậy. Có nắm được không ạ? Xin chào Kim Huyền. Xin chào anh em. Đấy, thầy nói lại này. Thầy nói lại. Đây là phương trình dao động điều hòa có dạng x bằng a cos omega t cộng phi này thì những cái phần đại lượng này các bạn cần nắm cho thầy để các bạn có thể làm được một cái nữa nào các đại lượng đặc trưng các đại lượng đặc trưng đại lượng đặc trưng nào các đại lượng đặc trưng của dao động của dao động điều hóa gồm có chu kỳ nào chu kỳ nào chu kỳ ký hiệu là t đơn vị là dây chu kỳ là một cái gì lặp đi lặp lại đúng không nhỉ nào chu kỳ là t và bằng công thức là bằng 2 pi phần omega Công thức là 2 pi phần omega Omega là cái này này Thì T bằng 2 pi phần omega Hoặc Hoặc Người ta còn dùng cái công thức này nữa T bằng khoảng thời gian delta T chia cho N Đấy chúng ta sẽ gặp khá nhiều cái công thức này Delta T là khoảng thời gian đo bằng dây N là số dao động Đấy chưa Đấy Tiếp Chu kỳ rồi Chu kỳ là khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi được một vòng Thì nói này Ví dụ một vật đi từ vị trí này và đi từ vị trí này quay đúng một vòng chiều quay là ngược chiều kim đồng hồ nhé các bạn nhé quay đúng một vòng thì nó về đến đây quay đúng một vòng về đến đây thì tạo thành một chu kỳ được chưa đấy thì tần số nào tần số khái niệm của nó là tần số là số dao động mà vật thực hiện được trong một giây và tần số kêu là f đơn vị là hét tần số ký hiệu là f đơn vị là h thì tần số của ta này f là nghịch đảo của chu kỳ f là nghịch đảo của chu kỳ đấy Nào, tần số góc. Tần số góc chính là omega, omega được gọi là tần số góc. Thì này, T bằng 2 pi trên omega, như vậy omega sẽ bằng là 2 pi trên 2 pi T. Mà T là nghịch đảo của tần số như vậy chứ, cái này sẽ là 2 pi nhân f. Đấy, đấy là những cái khái niệm cơ bản nhất của bạn cần học. Có nắm được không ạ? Có nắm được không ạ? Nào, thầy nói là tần số ta gặp suốt, tí nữa ta làm bài tập ta gặp suốt. Nên các bạn nắm được cái cơ bản này cho thầy ra nhá. Được chưa? Có bạn nào thật sự mất 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 sạch một tí nào không một tí chữ nào không? Đọc cái này có không hiểu gì không? Rồi ok, bây giờ ta sẽ đi vào ví dụ luôn. Ví dụ luôn. Nào, đây là đề thi đại học 2015 Nào các bạn comment đáp án nào Nào các bạn comment đáp án nào Câu 1 Hưng Lươn à Tưởng uh, Hưng Lươn cũng like chứ nhỉ Xin chào thầy Hưng nhá, Thầy Hưng là thầy dạy toán các bạn Bạn nào mà đăng ký học toán thì đăng ký ở lớp thầy Hưng Nào các bạn câu 1 Nào comment đáp án cho thầy nào Comment đáp án đi ạ à? Câu 1 ạ. À. Đây là đề của giai câu 15 ạ. À. Một chất điểm dao động với phương trình x bằng 6 cos omega t dao động của chất điểm có biên độ là nào? Comment đáp án đi các em. Rồi, biên độ là là đại lượng trước cốt đây này, này, đây là 6 cm, chọn chọn B. Rồi, Trinh Trinh chính xác, Thành Dũng chính xác, Văn Hậu chính xác. Trần Duy Nguyễn chính xác. Rồi, câu hỏi số 2. Hình Tài chính xác. Huỳnh Tài chính xác anh Dũng quá dễ Ok chính xác rồi quá dễ phần này đang ôn tập lại một cách dễ kinh khủng mà nào đây là đề quốc gia 2015 đấy đề đại học đấy không phải tự nhiên bịa ra được một câu này đâu câu hỏi số 2 này, các em nào quốc gia 2016 nào một chất điểm dao động với phương trình x bằng 10 cos 15t cộng pi x bằng cm t tính bằng dây chất điểm này dao động với tần số góc là bao nhiêu nào chất điểm dao động với tần số góc là bao nhiêu tần số góc là cái gì ạ nào tần số góc là cái gì ạ nào tần số góc tần số góc là gì giá trị trước gì trước t lê trí công là cậy mình học sớm hơn comment một phát mấy đáp án liền à lê trí công là cũng học thầy nên là comment khá là khá là nhanh thúy có nắm được không thúy à nào tần số góc là omega đại lượng trước trước t thì bằng 15 rồi chính xác đáp án d đúng không nha các bạn xin chào thúy xin chào trang tuấn kiệt nào, câu 3 nào, đề có sai câu 15 này. Một vật nhỏ dao động với phương trình x bằng 5 cos omega t cộng 0 5 pi x bằng 5 cốt omega t cộng 0 x bằng 5 pi Pha ban đầu của dao động là Hồng Loan Nguyễn. Nào, pha ban đầu của dao động này các bạn. Pha ban đầu là cái gì ạ? À? Pha ban đầu là cái gì ạ? À? Hôm nay dạy thực sự dành cho mất gốc nào. Ba, pha ban đầu, pha ban đầu là đại lượng này. Một cái phương trình của ta có dạng là gì? Nào, ô luôn đi, ô luôn nào. Ba nào các bạn. Bạn nào đăng ký học toán thì các bạn đăng ký thầy Hưng nhé thầy Hưng Vũ nhé Hưng Vũ uh, là đại ca giang hồ ở Cổ Nhuế chuyên bắt nạt các em gái tuổi mới lớn. Câu 4. À câu 4 nào. Câu 3. Nào pha ban đầu là phi, đây này, phi này là pha ban đầu nhá, bằng 0.5 pi. Ok chưa? Cái này ông nắm được đúng nhỉ? Rồi ok, câu hỏi số 4 nào. Câu hỏi số 4. 3D hả Thành Dũng? Chết rồi, sai rầu á mâm mà. Hồng Loan Nguyễn 3B. Câu hỏi số 4 nào. Câu hỏi số 4. Câu hỏi số 4. Một chất điểm dao động với phương trình x bằng 10 cốt 2 pt có pha tại thời điểm t là gì nào? Pha nào các bạn? Nào, pha nào? Pha đừng bảo sai câu này nhé. Nào, câu hỏi số 4 nào. Pha tại điểm T nào. Các bạn. Pha tại điểm T là bằng bao nhiêu ạ? Chú ơi. Nào, pha tại điểm T các bạn. Có phải pha của nó là gì? Pha của nó là đại lượng trước. Là sau cốt sau của cốt được gọi là pha đây này pha này như vậy sẽ là hai pt được gọi là pha của nó được chưa pha của nó được chưa rồi tiếp theo nào tiếp theo nào câu hỏi số 5 câu hỏi số 5 không hiểu tại sao đợt này nó không cho thầy thầy phát video trực tiếp các em khá là bùng nào, câu này ạ. Câu hỏi số 6 ạ. À, câu hỏi số 5 các bạn. Cường độ dòng điện. Đây là một câu thuộc về chương 3 nhá. Chương 3 nhưng mà các bạn cũng làm được rồi. Chương 3 nhưng mà các bạn cũng làm được rồi. Nào, chương 3 nhưng mà các bạn cũng làm được rồi. Nào. Cường độ dòng điện Y bằng 2 cos 100 pi t có pha tại điểm t là pha tại thì điểm t nào câu này các bạn cũng làm được rồi nào pha tại thời điểm t là bao nhiêu ạ Chắc có thể không xem được nhỉ em nhỉ pha tại thời điểm t là bao nhiêu các em đợi thầy tí đã, thầy xem thử xem tại sao thầy không nhìn được tí nào cả ok nào các bạn nào pha tại điểm t ạ à? nó phải là pha hạ giá trị trước sau cốt này không ạ? B, đúng không? B. Ok chưa? B. Rồi, câu hỏi số 5. 4B, câu hỏi số 5 nào. 6 nào, câu hỏi số 6 nào. Câu hỏi số 5 này là một câu hỏi Nó nội dung của của chương 3 nhé các bạn cũng làm được này. Cường độ dòng điện i bằng 100 à, 2 cos 100 pt này thì pha tại điểm T chính là 100 pt. Đấy, nhưng mà đáp án này. Câu hỏi số 6 nào số 6 nào lên tiếng đi các em nào có số 6 nào có thấy không đọc được nhỉ trời ơi các bạn ấy còn nhìn thấy không ạ Đến tiếng thì nào tại sao thầy không nhìn thấy gì nhỉ các bạn vẫn nhìn thấy thầy lai không ạ ok ok vẫn nhìn thấy rồi ok nào câu 6 nào các bạn một vật nhỏ dao động điều hòa với phương trình x bằng a cos 10t a là biên độ tại điểm t bằng hai giây pha dao động là gì nào nào pha rộng 10 này 10 x 2 là mấy 10 x 2 là 20 Đúng nhỉ Như vậy đến đây chúng ta chọn là D Dễ không các bạn Rồi câu hỏi số 7 Câu hỏi số 7 các bạn Câu hỏi số 7 nào Câu hỏi số 7 Câu hỏi số 7 các bạn ơi Các bạn vẫn nghe tiếng rõ tiếng thầy không nhỉ các bạn nhỉ 6, 7 nào 7 nào các bạn 7 nhá hai dao động có phương trình lần lượt là x1 thế này X2 thế này Rồi 6D chính trình chính xác Quen đi nguyện chính xác Câu hỏi số 7 nào Độ lệch pha của hai dao động này có độ lớn là bao nhiêu Nào độ lệch pha của hai dao động ạ Thì các bạn biết là pha của thằng X1 ấy X1 ấy Sẽ là bằng ạ à? pha của nó có pha có pha là 2 pt cộng 0,75 pi x2 có pha là gì ạ 2 pt cộng 0,5 pi như vậy lần sau hỏi là độ lệch pha của hai thằng này thì các bạn lấy hai thằng này trừ nhau thằng này trừ nhau như vậy là sẽ là 2 pt trừ 2 pt hết 0,75 pi trừ 0,5 pi là mấy các em 0,75 pi trừ 0,5 pi ạ sao 7b được bao nhiêu các em 7 phải gì? 0,25 pi, đúng không nhỉ? Không phải 25 pi. Thế vậy đến đây đã khoanh được đáp án gì? A. À, đúng không các bạn? Đấy 7 à. Tiếp nào câu hỏi số 8. Câu hỏi số 8. Câu hỏi số 8 nào. Ok Wendy Nguyễn 7A, Thanh Dũng sao chọn 7B giả vừa? Câu 8 nào các bạn, lên tiếng đi ạ. Câu hỏi số 8 ạ Hôm nay nhiều người xem bóng đá quá hay sao ấy Mạng lag Câu 8 nào, độ lịch pha có độ lớn là bao nhiêu các bạn ạ Ok Câu 8 nào à, 0.5 pi Trừ của chữ 0.5 pi ạ Với độ lệch pha của nó ạ à. Đây câu 8 này Độ lệch pha nhé Thì gọi là phi Là bằng phi 2 trừ phi 1 Hoặc phi 1 trừ phi 2 đều được nhá Thì các bạn cùng nhìn này Câu này là độ lệch pha của nó là bao nhiêu Nào các bạn cùng nhìn này 0.5 pi trừ của chữ 0.5 pi Là bằng 1 pi Đúng nhỉ Như vậy ta khoanh ý rồi Thành Dũng chính xác, Lê trí Công chính xác. Được, được, được. Nào có hỏi số 9 nào. Đây là đề quốc gia 2013. Đề đại học năm 2013. Một vần nhỏ rất đúng. Theo quỹ đạo dài 12 cm. Thì các bạn biết này. Đây quỹ đạo này Vật chuyển động từ biên dương A đến biên âm A thì quỹ đạo của nó là một cái đường kính. Thì biên độ là bán kính, biên độ này, biên độ là bán kính. Thế thì quỹ đạo là đường kính, biên độ là bán kính. Như vậy người ta cho quỹ đạo là 12 cm. Như vậy biên độ là bao nhiêu? Lấy là gì ạ? A bằng L trên L trên 2. L là, quỹ đạo. Quỹ đạo trên 2 là mấy? 6 cm, đúng nhỉ? Và ta chọn ý ý C, được chưa? Các bạn lên lớp những câu này các bạn sẽ làm rất là nhanh cho mà xem. Đúng không? Câu hỏi tiếp theo là em nào? Câu hỏi số 10. Lên chi công nhanh thế. Hành Dũng nhanh thế. Câu hỏi số 10. Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ là 3 cm. Vật dao động trên đoạn thẳng dài bao nhiêu? Nào. Biên độ. Đề bài cho biên độ rồi. Các bạn biết là L bằng 2A nó dao động trên quỹ đạo là một đoạn thẳng dài L bằng 2A. 2 nhân 3 là mấy? Là 6cm, đúng không nhỉ? Đến đây ta chọn ý C, đúng không các bạn? Hỏi số 11 nào Hỏi số 11 10C, ok 11 nào 11 10C, chinh chinh, chính xác Quen hình nguyện, chính xác 11 nào một vật nhỏ thực hiện được 2000, 2016 dao động toàn phần trong 1008 giây, tần số dao động là Tần số dao động là Nào, ta có này. À, t bằng delta t khoảng thời gian chia cho số dao động. Đấy. Như vậy, F là bằng 1 phần t. 1 phần t là nghịch ảo của thằng này chứ là n chia cho delta t, đúng không? N là gì ạ? À? Số dao động. 2016 dao động toàn phần, lấy 2010 16 chia cho 1008. Cái này bằng mấy? Đây có phải bằng 2 không các bạn? Như vậy đoán đúng ở đây là gì ạ? À? 11A, chính xác là 11 sẽ phải A. 11 sẽ phải A. Đúng không các bạn? Rồi, câu hỏi số 12. Câu hỏi số 12. Các bạn tin thầy đi, những phần mà thầy dạy ấy, mà bạn nào mà theo từ đầu ấy thì các bạn sẽ thấy là nó khó nhưng mà khi quay lại làm những bài này ấy, sẽ cảm thấy dễ kinh khủng khiếp ở đây có quen anh nguyễn này có trinh này có công này là trải nghiệm rõ ràng nhất phần dễ này đúng nhỉ À, phần 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 khó đúng không nhỉ học khó thì sẽ, sẽ, sẽ ù tai phết nhưng mà làm phần dễ là thấy dễ kinh khủng vì thầy có nói rồi dưới 8 điểm dễ lắm không cần phải nghĩ ngợi gì là câu này để làm công này thì nên làm vòng tròn lượng giác sẽ rất là rất là nhanh. Thì có hướng dẫn các bạn làm vòng tròn lượng giác. Tuy nhiên nếu mà mất gốc dành cho mất gốc này, mất gốc, mất gốc nhá thì thời điểm bắt đầu gốc thời gian gốc thời gian khi t bằng không đúng không nhỉ? khi t bằng không thế vào đây, thế thế này, t bằng không vào phương trình x bằng 3 cốt 2 nhân không bằng kh... bằng không rồi bỏ qua đi. cốt của trừ pi trên ba, cốt của trừ pi trên ba sẽ là bao nhiêu ạ? cốt của trừ pi 3 sẽ bằng 1 phần 2 như vậy bằng 1,5 1,5 như vậy nhìn này pha ban đầu âm vật chuyển động theo chiều dương chú ý nhá để dành cho mất góc nhá pha ban đầu âm vật chuyển động theo chiều dương chú ý như thầy đấy như vậy nó đang ở vị trí gì ạ ly độ x bằng 1,5 và đang chuyển động theo chiều dương của trục x như vậy rõ ràng là 12 phải chọn ý C. Đấy dành cho mất gốc. Mất gốc. Nhưng mà ở trên lớp giáo viên sẽ dạy như thế nào? Sẽ quy về phương trình vận tốc V. Thì phương trình vận tốc như này, này em này. Phương trình vận tốc. V bằng trừ omega nhân A nhân sin omega T cộng phi. Bạn nào mà không nắm được cái này các bạn xem lại live stream lần thứ hai của thầy nhé. Live stream thứ hai sẽ nói về phương trình vận tốc V. Thì uh, khi T bằng không với thế này. Thế này. V phương trình đấy nhỉ. V bằng này. À, uh, 2P từ 2 pi nhân uh, 3 nhân sin của 2 pi t đấy trừ pi trên 3 nào nếu mà bấm vận tốc v thì chứng tỏ nó sao chiều dương vận tốc âm vận tốc âm thì chuyển động theo chiều âm nhưng mà cái này ấy thì thầy không khuyến khích làm bây giờ các bạn nhìn chỉ nhìn vòng nhìn vào phương trình ấy là thấy cái pha ban đầu của ta là các bạn biết dương hay âm thôi được chưa rồi câu hỏi số 13 có số 13 này. Đây cách dành cho mọi người mới gốc cách cách đẳng cấp thì sao? Cách đẳng cấp thì có bảo rồi nhỉ? Vòng tròn được giác là gì? Câu 12 ấy. Vẽ vòng tròn được giác ra. Câu 12 nếu mà làm nhanh ấy, vẽ vòng tròn ra. Thì nhìn thấy pha bắt đầu trừ P trên 3 thì nó đang ở vị trí A trên 2 này. À xin lỗi, A trên 2 nhưng chuyển được theo chiều. Đây này, nó đang ở đây này đang ở đúng chỗ này 1,5 và đang chuyển động theo chiều dương chiều dương là nửa vòng tròn dưới bao nhiêu bạn nắm được vòng tròn lượng giác phần này giơ tay thì... lên tiếng thì xem nào bao nhiêu bạn nắm được vòng tròn lượng giác của phần này giơ tay thì xem nào. lên tiếng thì xem nào biết được vị trí của vật đấy Câu hỏi số 13. Câu hỏi số 13. Đầu tiên ta phải chuyển phương trình này. Nhìn này, hàm cốt hàm trừ cốt alpha chuyển thành cốt là alpha cộng với cả pi. Sin chuyển thành cốt à? Sin alpha chuyển thành cốt alpha là trừ pi trên 2. Ok. Đấy. Thành Dũng chính xác rồi. Lượng giác chắc chắn đẳng cấp rồi. Thầy dạy chả đẳng cấp quá. Nào. Trừ sin alpha. Chuyển thành code alpha là cộng pi trên 2. Đấy. Đổi một số cái như vậy. Thế thì đây là hàm gì? Hàm sin. Hàm sin. Nếu mà cách số 1. Cách 1. Thì thế trực tiếp này. Chuyển này. X bằng 3 code 2 pi t. pi trên 3. pi 2 là 5 pi trên 6. Đúng không? Đấy. Đây là phương trình của nó này vẽ vòng tròn lực giác ra Vẽ vòng tròn lực giác ra Nhìn trừ 5 pi 6 Thì nó đang ở dưới này này Chắc chắn là 1,5 căn 3 Và đang đi qua đi theo chiều gì ạ Trừ 1,5 căn 3 và đang chuyển động theo chiều gì Chiều dương rồi chính xác yeah. Đấy các bạn đã làm nhanh như vậy rồi Thành Dũng Trinh Trinh Quen Anh Nguyễn Đấy các bạn đã làm được những bài như này là thành công thì bài này nếu mà bạn dành cho mất gốc thì sao Mất gốc thì các bạn thay trực tiếp đây Thay này T bằng không bấm này x bằng 3 cốt của trừ 5 pi trên 6 đấy như này bấm nhá nhớ là để radian đấy nhá các bạn nhá nào 3 cốt của trừ 5 pi trên 6 đấy chính là chính là trừ 3 căn 3 trên 2 này trừ 1,5 căn 3 này 1,5 căn 3 này đấy và đang chuyển động theo chiều gì ạ chiều dương với pha đầu của ta âm nhá Dễ không? Dễ không? Đấy, câu hỏi số 14 nào. Năm 14. Năm nào để bao nhiêu bạn bị mất gốc giơ tay nào? Lên tiếng thì xem nào. Bao nhiêu bạn bị mất gốc bây giờ thì mất gốc thì muốn học lại từ đầu thì các bạn xem livestream được không? 14. nào lên 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 tiếng như thầy nào để biết theo chiều âm chiều dương nào nào vòng tròn lượng giác thầy có dạy các bạn là gì nhìn thấy pha bắt đầu pi trên sáu cách một nhá pha bắt đầu dương chuyển động theo chiều gì rồi pha bắt đầu dương chuyển động theo chiều âm loại hai đáp án này á đúng không loại hai đáp án này đó. nếu mà cách một vòng tròn lượng giác thì các bạn vẽ ra Pha bắt đầu pi trên 6 tại thời điểm bắt đầu đang ở vị trí a căn 3 trên 2. a căn 3 trên 2. a căn 3 trên 2 chứ là 10 căn 3 trên 2 là 5 căn 3. Theo chiều âm. Chọn C. Ngữ ngang, ngữ ngang. Quá nhanh đúng không nhỉ? Quá nhanh. Thế dạy vòng tròn lực giác quá đỉnh rồi. Các bạn thấy đỉnh không ạ? Ngon quá rồi nữa. Thì tại thời điểm này là vị trí m 0 Nếu mà bạn nào cách 2 mất góc. Dành cho mất góc thì làm thế nào? Là thay coi như là chưa học vòng tròn lực giác đi. Thay T bằng bằng không vào đây bấm vào đây x bằng 10 cốt của chữ ở dương 5 pi 6 này cho bằng 5 căn 3 còn pha bắt đầu dương thịt nếu mà thế vào phương trình vận tốc v ấy, thế vào phương trình vận tốc v em sẽ nhìn thấy là v của ta sẽ âm thôi nhưng mà không thay vào cứ nhớ cho thầy là pha bắt đầu dương thì nó theo chiều âm là được mất gốc à trinh mất gốc à nào câu hỏi số 15 thầy muốn là cày cho các bạn phần mất gốc này để bạn nào đăng ký lại khóa livestream của thầy thời gian tới thầy khai giảng thầy dạy trong nhóm kín ấy thì thầy sẽ dạy từ dễ đến khó cho các bạn thành dũng dùng lượng giác nhanh cực kỳ em ơi không phải ai cũng dạy cái vòng tròn lượng rác nhanh cực kỳ đâu có có nhiều thầy dạy bằng chục cơ em là may mắn được học cái vòng tròn lượng rác buổi trước hai buổi trước của thầy ấy dùng vẫn thấy nhanh ấy thế mà không mua khoa học cho thầy làm gì, gì nữa <laughs> câu hỏi số bao nhiêu ạ à? câu hỏi số 15 pha bắt đầu pi trên ba tại thời điểm bắt đầu nó đang đi qua vị trí gì theo chiều âm đã loại hai đoán theo chiều dương loại à, theo chiều âm à loại thằng này được bởi vì là sao nó qua vị trí a trên hai theo chiều âm thôi chọn b 15 b 15 b nhanh kinh khủng đúng không thành dũng 15 b chính xác bạn nào làm được cái này, nếu mà bạn nào bấm máy tính thì bạn sẽ bấm này. Bấm này. Thay tên mà và không vào đây. X bằng A trên 2. A trên 2. Và đang chuyển động theo chiều âm. Cô giáo em vẽ trục nằm ngang à? Cô giáo em sẽ vẽ thế này hả? À? Trừ A. dừng A đây hả? À? Xong rồi tính từ vị trí từng đoạn từng đoạn một hả? Thực ra cái cách đấy cũng được nhưng mà cách đấy cổ rồi cách đấy có tuổi tuổi được tuổi thọ thực ra ở trên khóa học của thầy thầy vẫn dạy kiểu kiểu như thế nhưng mà cách đấy lâu rồi ạ cách đấy không dành cho bài toán khó nữa 16 nào à một phần nhỏ rất là điều hòa với biên độ 4 này tại điểm pha dao động là 2 pi trên 3 là pha dao động là 2 pi trên 3 nghĩa là x bằng a nhân cốt của 2 pi trên 3 thì gọi là pha dao động đấy pha dao động tại điểm này nào, 2 pi trên 3 là bao nhiêu ạ? À? Trừ a trên 2, trừ a 2. Đúng không? Trừ a 2 đến ở trên vòng tròn đường giác các bạn sẽ nhìn thấy này. Nó là ở chỉ trừ a trên 2. Ở đây này. Trừ a trên 2, biên độ là 4. Như vậy là ở vị trí gì? Trừ 2, trừ 2. Đúng rồi, làm bộ đề này chắc chắn là siêu sao vật lý thật. Thực ra bộ đề này là một đồng nghiệp của thầy dùng để luyện thi đại học. Thầy lấy luôn, thầy dạy các bạn. Bạn của thầy để luyện thi đại học đấy. À, gì nhỉ? hai và chuyển động theo chiều âm. Trừ 2 chuyển động theo chiều âm. 16C. Rồi, ok. 16C. 17. Mười 16D. Sao lại theo chiều dương? Ờ theo chiều dương 16 phải là C chứ sao lại D được? Pha vào đầu dương mà. Thành dũng, vẫn không à? tiếp tục nào Nào, câu 17. 17 nào. Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục OX với phương trình x bằng a sin nào chuyển sin về cốt nào. x bằng a cốt omega t trừ pi trên 2. Như vậy tại thời điểm bắt đầu nó đang ở vị trí cân bằng, đây này dưới này này, trừ pi trên 2 ở chỗ này này. Đấy, nếu thay vào đây thay t bằng 0 vào đây. Thì x sẽ phải bằng 0. Nhưng mà nó đang pha vào đầu âm nó đang chuyển động theo chiều dương. Đấy, như vậy đang qua vị trí cân bằng theo chiều dương của trụ X chọn 17D. Ok chưa? 17 sẽ là D. Được chưa các bạn? 17 sẽ là D. Được chưa? Rồi, 17D, 18 nào các bạn? 18. 18. 18 nào các bạn? Quan Ninh Nguyễn chính xác, chính 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 xác. Nào, 19, 18 nào, 18 nào. 18. 58 nào các bạn. 18 a, có thể phân cứng của mình học nhanh thế nhỉ. 18 nào, một chất điểm dao động với phương trình OX này, phương trình X bằng 8 cos PT cộng P trên 4. Thì lúc T bằng 0 vật chất điểm chuyển động theo chiều âm của chỗ X. Nào thầy nói lại, 18A chính xác rồi nào thầy giải bài này theo cách slow motion nha cách cổ điển slow motion motion này đấy cách slow motion nhá. thì nói lại cách slow motion ngày xưa ấy, các thầy các thầy của thầy dạy thầy ấy, như này, này giải một cách rất là rất là chậm nào được bước một này thay t bằng không thay t bằng không vào phương trình x bằng nào nhìn đây. 8 cốt của Pi trên 4. P trên 4. Cốt của Pi trên 4 ấy. Thì các bạn biết là căn 2 trên 2 như vậy là bằng 4 căn 2. cm Đấy. Tiếp. Thay T bằng 0 vào. Vào phương trình của V. V bằng trừ omega nhân A. Nhân sin omega T cộng phi. Đây nhìn này. Đây là phương trình của V. Nào bây giờ mới quy về V này. V là trừ omega là trừ mấy? Trừ P Nhân A là 8 nhân sin của PT cộng P trên 4. Nào thay tên bằng không vào đây rồi sẽ là trừ 8P này. Nhân sin của này dương P trên 4. Nếu mà vận tốc dương ở đây này V dương, V dương thì kết luận nó chuyển động theo chiều dương. Còn V âm chuyển động theo chiều âm nhé. Nhìn này. Thấy ở đây này. Nhìn nhá Nhìn máy tính của thầy nhá à, Trừ 8. Pi nhân sin. Của Pi trên 4. Đấy, bấm vào tính cái. Nhìn âm chưa? Âm chưa? Như vậy kết luận là gì đây? V nhỏ hơn 0. Như vậy là chuyển động theo chiều âm. Đây cách slow motion. Chậm không? Chậm không? Quá chậm đúng không nhỉ? Chậm. Bây giờ nhanh thế này. nhanh, nhanh. Nhanh kinh niên, nhanh kinh kinh hồn vẽ màu tròn ra. À mà không cần phải vẽ màu tròn, nhìn pha vào dương cái, nhìn pha vào dương cái. Phan à, Dương cái kết luận chuyển động theo chiều âm luôn Chả cần nghĩ ngợi gì Thế còn ý nào Phân tích nào Thúy không học hành thì cứ alo suốt thế Nào chất điểm chuyển động trên đoạn thẳng dài 8cm Nào biên độ của nó là 8 như vậy Nó chuyển động trên với đạo L bằng 2A cơ 16cm cơ đúng không Tiếp Ý là chu kỳ rộng này T bằng 2P Chia cho omega là 2P chia cho Pi bằng 2 giây này Như vậy bằng 4 giây sai chưa Ý D tại t bằng một giây thì pha dao động này thay trực tiếp đây thay t bằng một vào cái phương trình này thì em sẽ bằng này xin là này cái pha của nó là pi nhân với cả một cộng với cả pi trên bốn phải bằng 5 pi trên 5 pi trên bốn đấy đây là một bài làm chậm cho các bạn để các bạn hiểu các thầy đứng hình vậy thầy vẫn bình thường mà đứng đâu em câu hỏi số 19 chín nào em nào cố gắng lên các bạn mỗi buổi một một chút mỗi buổi một chút mỗi buổi một chút à, phương trình dao động của vật có phương trình như này nào chuyển từ sin về cốt nào x bằng 5 cốt omega t trừ 5 pi trên 6 trừ pi trên 2 là mấy nhỉ trừ 150 trừ 5 pi trên 6 trừ pi trên 2 bằng trừ 4 pi trên 3 chứ là trừ 4 pi trên 3 chứ là cộng 2 pi trên 3 nhá như này đấy thì thầy tách này bằng 5 cốt của omega t trừ 2 pi cộng với cả gì ạ cộng 2 pi trừ cho trừ 4 pi trên 3 là cộng 2 pi trên 3 đúng không trừ 4 pi trên 3 là trừ ok nào 2 pi nào trừ cho 2 pi trên 3 như này như vậy các bạn hiểu là cái thằng 2P có thể bỏ qua được Như vậy ghi lại là 5 cốt của Omega T Đấy Trừ hay cộng đây nhỉ Từ từ nào, cộng hay trừ này Xem nhá bấm máy tính nhá Vẽ vòng tròn ra này Trừ 4P trên 3 là trừ, uh, trừ 4 này Nhân 180 đúng không nhỉ Phần Trừ 4 này Phần 3 Rồi sẽ là trừ 240 Nào lùi này lùi này thì chỗ này cộng em ạ, chỗ này trừ, chỗ này cộng. Trừ 4 pi trên 3 là tính cộng 2 pi trên 3, cộng cộng cộng. Đây này, lùi này các bạn nhìn này. <laughs> lùi nhá, làm chậm thôi, làm chậm thôi. Lùi nhá, ở đây này. Ở đây vị trí ban đầu này, lùi này, lùi 2 pi về đây rồi. Đấy lùi 2 pi về đây rồi. Thì cái chính là trừ 2 pi 4 pi trên 3 cơ, trừ 4 pi trên 3 trừ đây này. Nó ở đây này. Đấy thì chắc chắn là pha đầu của nó phải là gì? Cộng 2 pi trên 3. Nhá là sao các bạn đổi trừ 4 pi trên 3 chứ là dương của 2 pi 3 nhá. Dương 2 pi trên 3 thì đến đây các bạn. Các bạn lại tính toán bình thường thôi. Nào, thay t không vào đây thì 5 cốt của 2 trên 3. Tức là 2,5. 2,5 và đang chuyển động về phía nào ạ? À? Về phía biến, biên âm. Chọn D, 19D. 19D. Đấy cách làm chậm như vậy. Chậm thôi. Không thể làm nhanh quá nhiều bạn thấy nhanh cái khủng. Không thể nào loát kịp. Kiếp đội này học ác nhỉ. Trinh với cả Wendy Nguyễn, Thành Dũng các thứ học ác nhỉ nhưng mà học cái file kia thấy im im vậy làm thấy buồn quá thôi hai mươi hai mươi làm chậm thì lại thấy chậm quá nhỉ câu này pha ban đầu chắc là thì nghĩ là pha ban đầu của ta phải là dương chỗ này này à, omega phải là dương chứ không để âm được để âm rút ra ngoài thì cộng với cả pi mất các bạn biết là cốt của trừ pi sẽ bằng cốt của alpha cộng với cả pi như này pi kia khó rồi chắc chắn rồi pi kia nó phải đẳng cấp rồi cái gì lộ hết đề em 20 hả câu 20 theo thầy thì nó là chỗ này là bỏ dấu dấu âm đi thì nó mới đúng được Đấy, bỏ trên này đi, chắc chắn là cộng thôi, không? không phải trừ đâu nhé. Thì à, lúc t bằng không chất điểm thì qua ly đi độ 3 cm và chuyển động theo chiều dương của chỗ x. Như vậy 20 chọn là gì? 20 các bạn nhìn này. Nào, 20 này. Nếu mà nếu mà để trừ nhá, để trừ nhá, để trừ chỗ này đi, để trừ sẽ là nào? x bằng 6 cos trừ pi t này, cái ghi này đã. Trừ pi trên 3. Nếu mà rút ra bằng 6 cos à uh, nếu trừ ra ngoài pi t cộng pi trên ba như này rồi bằng 6 cốt này cốt của giá trị trừ thì chuyển thành cộng rất là pi t cộng pi trên ba cộng cộng với cả gì ạ cộng pi đúng không hoặc trừ pi các bạn hiểu như vậy đấy như vậy như này thì cái thằng này ý, theo thầy thì chắc là đề nó bị lỗi thôi bởi vì đề nó bị lỗi thôi bởi vì nếu nếu mà như thế này tần số góc của dao động này, tần số góc của dao động là trừ pi là sai rồi này. Tần số góc của dao động không âm, loại đi. Không thể lấy trừ pi thế là pha dao động của nó luôn luôn dương nhá. Như vậy chỗ này chắc là đề bị lỗi thôi. À đây 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 đây, hoặc là chỗ này. Trừ 4 pi trên 3 xem nào, trừ pi cũng được mà. Trừ pi sẽ là gì? Pi trên 3. 3 pi là trừ là trừ 2 pi trên 3. Ý này cũng sai. Chắc là thay t một vòng một giây vào đây xem nào. Ê, tìm một giây vào đây nhá Tìm một giây thử vào đây xem nó ra đáp án gì nhá Tìm một giây nào Pi nhân 1 Cộng Pi trên 3 Cộng với cả Pi Trừ Pi chứ Trừ Pi Cộng Pi cũng được Cộng Pi cũng được Là 4 Pi trên 3 Nào cộng Pi nào Thử xem nhá Là 2 Pi cộng 2 Pi Cộng Pi trên 3 là bằng 7 Pi trên 3 7 Pi trên 3 chứ là bằng trừ 4 Pi trên 3 Ok, đáp án đề đúng đề đề đúng đề đúng 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 Như vậy cái đề này, không bị sai đâu đề này không bị sai đâu Đề này không bị sai đâu Đề này không bị sai đâu Nói lại này, đề này này, câu này này Gốc của ta là thế này nhá X bằng 6, đề bài cho là 6 này cốt này Trừ pt Trừ p trên 3 Nhưng mà các bạn biết là cái thằng này không âm Không âm, chúng ta phải chuyển này Bằng 6 cốt của trừ rút ra ngoài PT cộng P trên 3 đấy như vậy nhưng mà cái thằng này trước cốt của nó là dấu dấu trừ thế này này dấu trừ không thỏa mãn bây giờ phải chuyển về cộng đúng nhỉ đấy nhưng mà đa số câu hỏi kiểu này nó không bao giờ cho thằng này bằng không đâu đấy nhá thế thằng này chuyển này bằng 6 này cốt của PT cộng P trên 3 và cộng cả P nữa đấy, cộng cả P nữa thì cái thằng này ghi lại bằng 6 cốt PT cộng với cả 4P trên 3 Đấy 4P trên 3 Như thế này Hoặc anh có thể ghi là gì này? Trừ P ở đây cũng được Đấy thay này Thì ở đây chắc chắn lúc T bằng 0 Chất điểm đi qua ly độ 3cm chuyển nó theo chiều dương của chỗ X là không phải rồi 4P trên 3 thì có thể ghi là bằng 6 cốt PT Trừ 2P trên 3 Như vậy nó phải qua vị trí gì? Trừ 3cm cơ như vậy IA đã loại đây này Thì thay tên 1 0 vào đây suy ra này Pi nhân với cả Pi 2 pi trên 3 Là bằng bao nhiêu nhỉ em nhỉ Cộng 4 pi trên 3 đi Cộng luôn 4 pi trên 3 vào đây xem nào Để nguyên này đã Cộng 4 pi trên 3 là bằng mấy nhỉ Pi cộng 4 pi trên 3 7 pi trên 3 Trừ pi chỗ này Trừ pi chỗ này pi trừ 2 pi trên 3 là bằng uh, pi trên 3 mà 3P -2P 3 pi trừ 2 pi trên 3 pi trên 3 7 pi trên 3 nào trừ 4 pi trên 3 thì thử xem nhá trừ 4 pi trên 3 thì tách thành là 2 pi trừ 2 pi trên 3 6 pi à, trừ 2 pi cộng thế này ơ ờ, nhưng mà không đúng được em ạ cái đề này bị lỗi rồi. chắc thầy bị lỗi rồi đấy nó chỉ có thể nhận giá trị ở đây thôi nếu thay t vào đây thì cũng không đúng đâu không đúng đâu đấy theo thầy thì cái này chắc là chắc chắn là x phương trình x của ta phải là 6 cốt pt trừ p trên ba thôi đấy phương trình của nó phải như này đấy không có dấu trừ đằng trước đâu thì tại thời điểm này này thì pha ban đầu là trừ p trên ba ta mới chọn IA được Đấy Thấy chưa? Rồi câu hỏi số 21 rồi. 21 các em ơi 21 Một vật dao động điều hòa Thì pha của dao động là gì nào Nào pha dao động nào X bằng A cốt Omega T cộng phi Thì pha dao động là cái thằng này này Nó là một cái hàm gì ạ Các bạn học trong toán á Nó là tồn tại là Y bằng AX cộng B ấy. Y bằng AX cộng B ấy. Thì thằng này nó đóng vai trò của thằng này Hàm bậc nhất là mức nhất theo thời gian 21A đúng không? Rồi, tiếp tục nào. 22 nào? 22 nào? Rồi, Thành Dũng chính xác. 22 nào? 22 nào các bạn. 22 một vật nhỏ dao động điều hòa theo trục OX vị trí cân bằng ở O này với biên độ là 4 cm và tần số là 10 Hz tại điểm T bằng 0. Vật có li độ 4 cm. Phương trình dao động của vật là thì các bạn viết phương trình là ta có này x bằng a cos omega t cộng phi. Để viết phương trình dao động của nó thì em phải xét xác định này, biên độ là bằng 4 này. A bằng 4 rồi này, để bài cho sẵn này. Tần số 10 Hz như vậy ta tính omega ra. 2 pi nhân bằng 2 pi nhân 10 là 20 p này. Tại điểm T mà không vật có lý độ 4. A à, đi lý độ 4 có nghĩa là tại điểm bắt đầu nó đang ở vị trí này nào ạ? Ở đây này, đang ở đây này. Ở đây thì pha bắt đầu sẽ bằng 0. Như vậy là phương trình của ta sẽ có dạng là x bằng x bằng 4 cos 20. Rồi 2 b chọn ý này. Rồi, chọn B nhá. Được chưa? Rồi ok các bạn Trinh Trinh, Văn Đình Nguyễn Thành Dũng Rồi Câu hỏi số 23 23 nào hai ba hai ba buổi này dành cho những bạn mà lấy từ kiến thức từ đầu thôi kiến thức nền tảng thầy đánh giá để thầy soạn lại tài liệu cho nó phù hợp với các bạn câu hỏi số 23 ba một phần nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục x vị trí cân bằng ở ô quỹ đạo dài 8 như vậy biên độ là 4 loại ý đi đã và chu kỳ là một giây như vậy t bằng một giây như vậy omega bằng 2 pi omega bằng 2 pi loại được chứ gọi loại thằng nào cả. Tại thời điểm t bằng 0 vật có li độ trừ 4. Vẽ một tròn hình giác ra đúng không nhỉ? Biên độ là 4 rồi. Vật ở chiều -4 chắc chắn là pha ban đầu bằng bao nhiêu? Tính từ đây đến đây này. bằng pi, đúng không nhỉ? Như vậy đáp án đúng của đấy là gì? 23 gì ạ? A, à, đúng không các bạn. Đấy, A. À, Nhá. 23A. Ok chưa? 24 nào. 24 nào. hai hai nào bạn rất chán nhá mai để tính kiểu khác khi dành những buổi um, chữa mất gốc này vào buổi sáng ấy chứ à, buổi buổi chiều ấy chứ các bạn nhỉ hai tư nào hai đây là đề đại học 2013 các bạn Lúc đó các bạn 10 các bạn được mấy tuổi? Các bạn được à, uh, 9 tuổi nhỉ? 24D à? Nào, một vật dao động điều hòa dọc theo chỗ OX với biên độ là 5. Biên độ là 5. Chu kỳ là 2 giây. Đấy, chu kỳ là 2 giây vậy ta tính omega ra bằng 2 pi chia cho T. 2 pi trên 2 bằng pi. Pi như vậy nhìn thằng thằng này 2 pi loại này thằng này loại này đúng nhỉ tại thời điểm t bằng không vẫn đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương nào qua vị trí cân bằng theo chiều dương là ở đây này các bạn này m không này này đấy cân bằng theo chiều dương chọn ý ID. ý d chính xác rồi hai d được mấy bạn học thế nhỉ các bạn còn lại đang học chùa hai mươi lăm Trinh Trinh là bị chậm rồi, mạng bị chậm rồi 25 nào các bạn 25 nào 25B Một vật dao động điều hòa dọc theo trục OX với biên độ là 6 này Tần số là 2H Tần số 2H Như vậy là omega bằng 2PF 2P nhân 2 là bằng 4P Tất cả đều 4P cả Đến đây tại điểm T bằng 0 Vật qua vị trí li độ 3cm Và theo chiều âm Nào vẽ ra Biên độ là 6 này 3cm theo chiều âm nhìn thấy các bạn nhìn thấy là nó vẽ trên này ra một cái vị trí góc là bao nhiêu ạ à? pi trên ba đấy pi trên ba như vậy đoán đúng ở đây là b thầy thì thấy có thầy thấy có ba comment thôi. chán thật mạng lag quá mà. Trần Văn Quân 25B Ok Câu 26 nào 26 nào Thế thì sẽ cố gắng chữa đến câu 28 cho các bạn Hôm nay Hôm nay mạng chán quá Một vật dẫn động điều hòa dọc theo chỗ x với biên độ là 6 này Tần số là 2 hét này vậy omega 4 pi cả Tại điểm T bằng 0 vật qua vị trí trừ 3 căn 3 -3 căn 3, Chưa -3 căn 3 đâu ạ? À? -3 căn 3 ở đây. Và chuyển động theo chiều lại gần vị trí cân bằng nó ở đây này. Pha đầu sẽ là -5 pi/6. Đúng nhỉ? Chọn đi C. Khoanh C trong số những cái. Các bạn học vòng tròn lượng giác sau ấy các bạn làm cả giác phần này phê lắm nhỉ các bạn nhỉ? Giờ gần tính toán gì? Cứ nhìn mà phất. Câu 27. <cười> <cười> Thầy thì lại thấy có mỗi comment của 3, 4 bạn. Các bạn lại thấy có mỗi comment của mình. 27 Hôm nay mạng chán nhỉ. Mai thì phải tăng mạng lên mới được. Quá chát. 27 nào. Quý đạo dài 12. Như vậy biên độ là 6. Loại đi. Loại đi. Tại điểm tên mà không vượt qua vị trí 3 căn 3 và đang chuyển động lại gần vị trí bằng 3 căn 3. Đây. Lại gần vị trí bằng ở đây này. Pha ban đầu sẽ là gì? Pi trên 6. Quanh C trong sự ngữ ngả. 27C. Quen anh Nguyễn chính xác. Đấy. Câu hỏi số 28. 28 nào. Một chất điểm dao động điều hòa theo phương nằm ngang trên đoạn thẳng AB bằng 8 cm. Như vậy biên độ là 4 rồi. Như vậy loại hai đáp án này đã. Đúng nhỉ? Đây này. L bằng AB trên 2. A sẽ là A bằng cái đoạn L này AB trên 2. 4 Chu kỳ bằng 2 giây. Như vậy suy ra được là omega 2 p trên 2 bằng pi. Cho gốc tọa độ tại trung điểm của AB. Đây, A đây B đây. Trung điểm của nó chính là O. Lấy tên một 0 khi chất điểm qua vị trí Trừ -2 Trừ -2 và hướng theo chiều âm ba ban đầu sẽ là 2 pi trên 3. Như vậy đáp án đúng là gì ạ? 28. Rồi nhìn này, x bằng 4 cos ờ cộng 2 pi trên 3. Đấy, cộng 2 pi trên 3. Như vậy chuyển này, chuyển này. Chuyển về sin sẽ là 4 cos Pt. cộng 2 pi trên 3 trừ pi trên 2 nữa là cộng 2 pi trên 3 cộng 2 pi trên 3 xin quyết cốt sang xin là cộng pi trên 2 chứ nhỉ 2 pi trên 3 cộng pi trên 2 đấy sẽ bằng là 4 cốt này pi t này cộng trừ này cộng này cộng này thì cộng 2 pi phần 3 cộng với gặp pi trên 2 7 pi trên 6 7 pi trên 6 chứ là gì ạ 2 pi 5 pi trên 6 đúng vậy thì 2 pi đây các bạn bỏ đi vị các bạn bỏ đi thì sẽ chỉ còn gì thôi à chuyển sang xin nhé xin 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 chọn đi 28 d 28D. Tôi này học cái phần này file này học ác thế file này thì học ác thế file kia học thấy chán thế còn hai ba bài nữa nhưng mà vài bài nữa nhưng mà thấy đấy mạng chán quá mạng chán quá đây cái file này file này file thứ hai các bạn. ạ Nếu mà các bạn ôn tập xong phần này ấy, thì các bạn được phần đại cương khá là khá là ngon rồi. Còn cái trục thời gian để các bạn làm một số bài nâng cao thôi. Thì thầy sẽ ôn lại buổi sau. Nếu mà ôn lại được một buổi nữa thì các bạn làm ngon đấy. Phần này này, phần phương trình x, vận tốc v, gia tốc a, f này, nó cho một cái phương trình này cho các bạn uh, xác định các đại lượng thôi. Cái File này các bạn tải về mà làm, Đây là luyện tập nó rất là dễ này. Làm xong phần này kiến thức nó bay hết vào đầu mà. Đấy, luyện tập Đấy, luyện tập Khá là dễ Phương trình vận tốc, phương trình gia tốc Hệ thức độc lập thời gian Phần này thì thấy cái tài liệu này chất hơn tài liệu Nếu mà mở mức độ cơ bản là chất hơn tài liệu của thầy Chắc chắn rồi, file kia thầy dạy cho học sinh học học khá tốt File này thì từ cơ bản đến nâng cao đều có cả Nên thầy dạy bằng file này cho các bạn phù hợp ấy. File này dễ hơn mấy file khác dễ quá còn gì nữa nhưng mà cái này ấy cũng được tầm 9 9 điểm 9 điểm với file kia của thầy nó ở đẳng cấp cao hơn ba ba muốn khóc <laughs> à, đây ai nào thực ra thực ra thì phụ dạy để thầy chưa thầy chưa tương tác nhiều thầy chưa biết là các bạn à, sức học như nào các bạn lại không nói thật với thầy là phần này em không hiểu gì đấy thế là đến khi mà thầy thấy là nhiều bạn nhiều bạn học tốt thì tốt hẳn nhiều bạn học kém thì kém hẳn thế phải ôn lại cho các bạn thì tuần tới thầy sẽ ôn lại cho các bạn trước khi các bạn có là bài kiểm tra nhé được chưa còn nhiều bạn mà muốn mới học thì các bạn inbox cho thầy thầy sẽ gửi cho các bạn cái lộ trình học với cả với cả là gửi cho các bạn một số link livestream cũ các bạn xem ba bốn livestream là các bạn sẽ làm ngon <laughs> ok quyết tâm đi thầy sẽ cho các bạn một sự cố gắng ở đây thì thấy hôm nay có một số bạn như trinh với cả thảo nguyên là thầy thấy là đã bắt đầu có sự khác biệt rồi này Trả là bốn câu đầu xong nhìn thời dài <laughs> Nhìn thấy giải xong rồi vẫn chưa hiểu à Xong để làm lại những file này em sẽ thấy dễ kinh khủng Nha ưu điểm Này thầy nói ưu điểm của cái file khó này Khó thì giống kiểu em đang ở cành cao ấy. Em, em đang mắt ở đây đây này Em nhìn xuống dưới Giống thầy đang hướng dẫn file kia xong bây giờ em làm file này em cảm giác dễ kinh khủng Khóc ướt file <laughs> Thầy phải chụp lại đôi này mới được Vãi <laughs> chưa Khóc ướt file này. <laughs> OK, thế này này. Nếu mà học cái file khó kia, em sẽ ở cành cao anh nhìn xuống. Đấy, bây giờ em đang nhìn đề của những thầy khác ấy Thầy 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 th th dùng đề của bạn thầy chứ, Đây bạn thầy. Thầy phải thầy phải bảo ngay mà để thầy dạy online vì bạn thầy uh, dạy cái dạng này thầy thấy có lẽ là phù hợp với tất cả. Còn file của thầy cái gì nó ở tầm tầm đẳng cấp khác, chất hơn. Thật sự, phải của thầy chất lắm Nhưng mà nó chưa phù hợp với các bạn thôi cái Thời điểm này đó, các bạn sẽ nhìn thấy phù hợp Đây này là File của thầy Nhìn chất như nước cất Đấy, đây này toan đẳng cấp thế còn chưa dám dạy các bạn những phần này Thì dạy file này có lẽ là phù hợp hơn đúng không Ok, thầy sẽ linh hoạt trong vấn đề này Rộn lẫn rất cả khó và dễ khóa học hiện tại đang giảm 50 phần trăm nhé các bạn đăng ký thì inbox tết nhé thấy chưa hôm nay chúng ta sẽ nghỉ sớm nhé các bạn nhé các bạn có muốn hỏi han gì không nhỉ các bạn nhỉ các bạn có muốn trao đổi gì không nhỉ <laughs> ngậm bút nhìn thời gian à? nếu mà em muốn uh đây thầy cho xem thử một cái một cái đề thi đề minh đề, đề minh họa của bộ nhá Thì các bạn sẽ có làm được không nhá thầy để thầy tí thầy để cho các bạn xem thử cái đề minh họa của bộ này đề minh họa 2021 nhá để xem các bạn có làm được không nhá em thấy khó nhá thấy chưa để thầy tí khó khăn quá nhỉ 12 hai ok Tôi sẽ cho các bạn xem thử một cái đề minh họa của bộ xem các bạn sẽ như nào nhé các bạn nắm được không nhé được chưa tí thì xe cho các bạn Đây, đây là một cái đề minh họa. Đề minh họa các bạn có nhìn thấy cửa sổ không nhỉ? Rồi ok này, đây. đây là một cái đề minh họa các bạn nhé Đấy, Đây là đề minh họa của năm 2021 Các bạn nhìn thấy không ạ? Okay. mạng lag không nhìn thấy chứ hả nhìn nhìn kỹ không đây là một cái đề minh họa của bộ đây đề minh họa này nào các bạn cùng xem này một cái đề minh họa thế này nó dễ kinh khủng khiếp ạ có nhìn thấy chưa có nhìn thấy chưa đây ví dụ nhỉ ví dụ này này à cái này thì vài hôm các bạn sẽ học đến nhé vài hôm các bạn sẽ học đến ví dụ uh, con lắc này dao động với chu kỳ là bao nhiêu nhìn sẽ ra đối đoán ngay lập tức đây là một cái đề minh họa đấy một cái đề minh họa như này thì uh, đa số tất cả học sinh đều làm được là đến uh... ví dụ câu này câu 24 này đang câu 24 đang là dễ thế này một con đơn dao động với phương trình này chu kỳ dao động là gì đấy nó hỏi như vậy mức độ 6 điểm thì các bạn đang làm file của thầy là là đang làm mức độ 6 điểm này đấy kiểu kiểu như thế đấy đây này đấy, nó hỏi là gì đây chu kỳ là dao động là bao nhiêu đấy hoặc là các bạn các bạn hiểu là đến đề minh họa ấy, làm đến câu tầm câu 31 32 thì mới là phân loại phân loại thì ngoài ra đến câu 37, 38, 39, 40 là những câu khó đây này Nếu mà để một học sinh để được 9, 10 điểm lý 9 điểm lý Thì các bạn học tầm khó hơn một chút xíu Tầm tầm ngang phai đề của thầy ấy. Còn nếu mà các bạn học dễ hơn ấy, Thì tầm 8 đến 9 điểm Thì nó chung cho các bạn hiểu như vậy Đấy, đây này, những cái này khá là dễ này Dễ kinh khủng ấy đề minh hoàn. Đây đề chính thức bộ nó 2020 lấy cho bạn xem nhé. mấy câu khó nhìn hết một giải thực ra thì nếu mà em em, em tư tưởng là chỉ uh, chỉ làm câu dễ thì sẽ thấy dễ thôi làm câu khó thì sẽ thấy khó chứ Đây. ok nhá thôi thì uh, tắt cửa sổ rồi Đi. Đấy, thế thì các bạn để mà học được tốt phần này Thì các bạn cố gắng Chỉnh chu học từng cái câu dễ một Học từ dễ đến khó nhá Ok chưa Nhiều chữ à Ok, nhiều chữ thì Thì hình là câu khó nó phải nhiều chữ rồi Muốn vào được đại học um, Cao thì em phải chấp nhận những câu nhiều chữ đấy thôi nha hôm nay đang nghỉ sớm nhé nghỉ sớm nhá bye bye các em à tối mai thì sẽ không livestream các bạn tối mai thì nghỉ Thầy sẽ bù cho các bạn vào chủ nhật tuần tới bye bye